Hello mọi người, ngày hôm nay thì Tâm cùng với một người đặc biệt để tới đội xe ma sẽ đạp cho mấy em để mà ngày mùng 6 á sẽ cho học mỏng. Mà cái người này đặc biệt lắm, gõ cửa từ nãy giờ không xuống, khóa luôn, nhốt con xe luôn. Trời, khóa đâu rồi? Anh ơi, anh mờ quá anh ơi. Anh mang giày cho nó đẹp. Đi lựa xe thôi mà mang giày làm cái gì? Kỳ cục không? Không có kỳ đâu, mang dép đi cho đẹp. Mang dép đi mọi mẹ. Đây, đúng rồi, thôi rồi đúng mọi người. Đi lựa xe đạp đi cho người ta mà không có tự lựa chọn. Không phải, mặc đồ kỳ cục. Để xe được không cô? Đếp, đếp, đếp. Dạ, là, đi. Đây. Anh, cái này được không? Không, cái này không. Đi đi. Thì xóa rất phố. Màu đỏ màu xanh là một giá cả cô. Một giá. Sao mày không lấy màu đỏ với màu bạc cho các bạn còn màu xanh thì nó kén quá, màu xanh thì nam đi thôi. Nam đến được. Màu đỏ với lại màu bạc á. Màu đỏ hai màu đó thì. Ồ, đẹp chứ bộ ra. Bỏ giỏ vô tự chưa chứ bỏ giỏ vô. Tặng luôn cái giỏ luôn hả cô? Có giỏ chứ. Cái giỏ đi theo cho mấy tặng. Đi theo. Mua 10 chiếc tặng 1 chiếc không cô? Hai chiếc trước trời ơi. À mua 10 chiếc tặng 2 chiếc. Em chiếc đó là anh chiếc em chiếc. Mình sẽ học hỏng đó cô. Tại vì tặng cho biết làm cho cô sở cô Vinh. Giờ anh Nguyễn biết rồi mà. Cứ hỏi bao giờ bán đi. Ông mua 10 chiếc vậy có bớt không cô? Bao nhiêu? Không, để cô biết thêm cái ông Mưa nữa. À, mỗi, mỗi xe một cái ông Mưa. Không, bây giờ cô cho con 20 ké được không? Tại vì con tặng trăm 20 bạn luôn. 20 bạn nhưng mà cái 10 phần này là 10 phần lớn đúng không? Không, 10 bạn là con bì, 10 bạn là 10 chiếc xe dành cho 10 bạn không có xe. Ừ, là 20 bạn này cho cảm thêm thêm một cái áo mưa. Trời ơi, mình giống như mình tặng cho mấy cháu thôi đúng không? Học tiểu học rồi đúng không con? Bây giờ anh Hoan nói là sao để cho cô tặng luôn từ 20 bình lên 50 cái luôn. À cô, có phải là mình mua nguyên một giải này được khi đó không luôn cô? Tôi thấy người ta tặng quà rồi hay đi kèm theo nè. Ôi tặng chứ đó cô. Rồi cô là cô bỏ con đi luôn rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 11 chiếc. À vậy là cái nguyên combo này 11 chiếc. Trả thì 10 chiếc đó. Không bây giờ dựng thỏa mé. Muốn dựng bao nhiêu? Không bây giờ là chắc là mình lấy 5 chiếc màu đỏ, 5 chiếc màu bọt đi. Bây giờ hiện tại là em hiện tại là bây giờ là màu đỏ là đủ nam, khi màu bọt là bây giờ còn nghe. À, vậy em nghĩ chắc có một vé nên chị lấy ra lấy màu xanh rồi vô á. Tại vì biết sao cái đó mình lúc mình trao á, các bạn sẽ dành màu. Nên mình chỉ có hai màu đó mình tặng. Không mình không dành đâu. Không dành đâu. Không dành đâu. Có nghĩa là mình thấy con ghé thì mình trao màu xanh. Còn ghé màu đỏ chứ. Ghé màu xanh. Ghé màu xanh. Ôi, suy nghĩ lại kỳ kỳ ta. Ủa sao ghé màu xanh đó? Biết không? Bây giờ lấy 3 chiếc xanh, 2 chiếc bọt, 5 chiếc đỏ. Dạ. Đúng bài luôn. Đúng là đúng. Con trai là mình cái đây. Đúng 3 chiếc xanh nè, đây con trai là mình tặng màu đỏ cũng được.
con trai màu xanh cũng được. Ủa cái là màu xanh cũng dễ chịu. Ủa mà sao con gái là màu xanh đó? Màu xanh là cái màu gọi là màu hy vọng, màu đáng yêu, màu dễ thương, màu mong manh dễ vỡ, hiểu không? Ủa vậy đó hả? Tại sao thường thường mình thấy màu xanh là màu trai trai? Trời ơi, màu xanh là con trai bê lê nó mới đi màu xanh. Ủa kỳ vậy không? Tức vậy rồi. Ôi, sao cái bị rối não rồi cứ lúc này nè. Thiệt, sao về mà ở ngại rối não luôn cái lúc này. Cô rồi à, bây giờ chị lái chưa? Dạ, ngày 8 ngày 6. Còn ông thì chú, giờ là sáng mình mới giao chú hả? Ý là ông lúc nào thì vô lúc đó rồi. Rồi, ông lúc nào thì xe lái nữa không cô? Vậy nè, ngày mùng năm là cô lái chở giùm con. Mà ý mà nó có xe vận chuyển chứ hả? À, không. Dạ. Bên cô bán luôn có vận chuyển giùm con nè. Ý là thôi để đó cô liền bây giờ. Vừa chạy thì có anh Tùng anh chở hai máy ấy chứ sao? Chiếc. Mười chiếc. Xe bây giờ chỉ có xe ấy thôi. Bây giờ 10 chiếc là con huy động 10 nhân lực của mình chạy 10 chiếc tới. Rồi gắn 10 cái lơ. Gắn 10 cái lơ. Nhân lực này chỉ có 3 người đây rồi đó rồi một cái chủ nhà trên đó thôi. Bây giờ chưa cô giúp cái đó con. Tại vì cha. Thấy ông cứ hồn giờ phóng 3 người ra đó. Cái này to quá mà. Ủa, nhiều xe quá rồi ha. Đi em sáng mốt rồi mai quay gắn đầu đó rồi. Rồi sao bị em lấy rồi. Thì sáng mốt đó là 7 giờ. Bảy giờ có mặt đó chị, 7 giờ sáng á. Để sắp sắp lại của mình. Dạ. Sáu rưỡi là có mặt. Chiều nay là em rất rõ hết đâu đó là sáng mốt là xe. Sáu rưỡi là có mặt chứ. Sáu rưỡi là phải có mặt nha, sáu rưỡi tụi con có mặt sớm trước rồi. Chú dù cái bản nữa, cái bản chưa có yên. Chặt chặt ra. Để nó kiên rồi. Mà nãy được cái phơi mà 60, 69 mốt thì nhỏ xíu rồi. Nó bằng hai cái tạch này cái máy. Thử này lên dính dài qua đây rồi. Bản gì sao đây? Không dung xuống đâu. Bản tặng không, vậy thì sao mới anh hợp đồng tiền bỏ là sao? Dạ. Em nói với cô thôi coi. Dạ. Như thế nào? Hay này. Ok. Ủa mấy chiếc màu tím đẹp quá kìa qua. Xe đó xe mặt tin ASMR, nó hàng bao cấp. 2 cấp rồi đó. Nó 6 triệu. Đấy. Không, cái đó nghe cục máy thôi. Ta cũng nghe mùi khoai lang ở đâu á. Nè, cái mùi nướng, nướng được. Ở đây có bán rất là nhiều loại ốc nha mọi người. Mà ốc này ốc giết chứ không phải ốc đen. Cái vườn cũng bạn bị đang mở công trình hơi lớn lớn giúp cho đây mình ít cho lại cái gì ta đánh nhiều đại dương rồi lại sao lại anh mua cái này về giỏm eo nè lắc vòng cái này cái điện lắc vòng không ơi cái này mình xài sao có con bỏ xe hơi được không cài vô cái đèn nó có này đúng không ông ngựa quá ông ơi. Dẫn máy xe này. Được không? Bị mập lên nó chút đi trong khi cô ốm. Dạ thôi anh Quang ở lại chơi với cô chú luôn đi nha em đi về. Nè cô đó cô tặng cho mình cái bơm cho mấy đại luôn nè. Anh lấy hết con vậy. Anh Quang cái đến anh về cô chú quá. Ông đòi 20 con mưa rồi giờ tới ông bơm nữa. Ép quá. Bây giờ cô bỏ mưa lên xe trước đi tụi con chở trước cho. Cô nói con chạy không được. Mưa để về tiếp là để con ho thôi con. Đúng không? Chị cốp là từ hôm đó tụi con đi từ con chở mưa thì bỏ mưa. Mai bây giờ sáng mốt. Nghe chị. Chị. Không, nói đây. Sáng mốt là nghe, nó nghe đi. Sáng mốt là 6 giờ. Chiếc xe tẻ của em có mạng về đây. Chị nhờ lên bỏ giùm cho em lên xe nghe chưa. Đâu, có làm gì. Đâu, em khuyên mưa. Cũng như cái đó em khuyên mẹ chị. Xong rồi cô chở. Sớm sớm đánh chiếc xe. Rồi, cái chú. Đăng ký xe sao giờ em đây? Đăng ký xe để lại con. Đúng rồi, con không phải cô. Sao nè, tôi cô tính tiền cho con nè.
cũng chưa thấy ở trên mình cái đó để cho mấy em đi. Ở đâu cũng vậy. Thôi mình thấy. Có in thương hiệu của mình không? Có. Ông thấy chưa? Là 20 người quảng cáo cho cô nè. Bữa nay con quay YouTube nữa là còn quảng cáo cho cô nữa. Lên cả bao nhiêu? Mấy trăm ngàn người coi, cả triệu người coi rồi. Trên này rồi. Đây, cô hỗ trợ đó các bạn. Vậy là sao? Cô hỗ trợ 20 có mưa luôn hả? Ghê. Đứng ngoài luôn nè, không về luôn. Rồi anh ở lại đi, chừng nào anh đang nghỉ được thì thôi nha. Ông lại quá đi ông ơi. Ok, ông tới ngày đó nhau đi, xong rồi cũng xe đó vậy thôi. Diễn bản đi ra đâu ấy tìm được không? Dạ, rồi. 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 Ở đây mình cứ từ từ đúng không ạ? Để con chuyển khoản cho lẹ. Vậy là sáng móc giao xuống là con chuyển khoản luôn một lần nha. Khỏi cần cặp gì thôi con ha. Mình sẽ thử quy tính là cặp gì có ngay luôn rồi. Có gì á, xin tay chú cái luôn. Chú ngồi đó luôn. Ngay quá ngon quá. Nữa là như luôn. Cảm ơn. 10 17 chiếc là 17 triệu. Chúng con là đánh xe lên chở xuống nữa là không tốn tiền xăng rồi. Quá đã luôn. Không, cô sẽ hỗ trợ thôi. Ai biết hôm đó cô tới cô từng 500 cuốn tập hay là 1000 cuốn tập gì đó cô gửi tới sao? Đúng không cô? Ông này cũng dài vậy sợ. Ai biết không? Cơ sở tâm đức mà đó, thấy không? Gửi tặng 200 cuốn tập cho các em nữa. Rất là vui. Đúng không chú? Con tới 15 tuổi con mới vô Sài Gòn. Con vô Sài Gòn thì không phải nha. Vô dịch nói tiếng Nam không ạ? Đi mua phong bì. Lấy cái gì? Mua phong bì. Phong bì gì? Mình đi trong bao trong tập văn phòng đó. Không đâu rồi. Sếp thì cái bỏ ra một cái, bỏ một sếp cây này. Sếp thì bỏ ra một cái thẻ. Mình không đi mua phong bì ấy ha, mình mua cái phong bì mà trơn mà màu đẹp mà. Ở bên đây nè. Đi tiếp con. Dạ con cảm ơn chú. Vậy gắn ngày mai gắn giỏ đi giùm con nha. Dạ nè. Rồi có gì sáng sớm mới lên rồi. Em đi chuyển đi. Dạ rồi con cảm ơn chú ạ. Có chọn cái giỏ này nè. Ông Quang ông vẫn còn đang muốn cái cà kìa. Cái giỏ này mà không cô? Giỏ đẹp quá trời. Giỏ đẹp ha. Giỏ đây cô hả? Rồi anh Quang gỡ lẹ luôn đi nha em đi về. Không, cô tặng cho mấy em nữa. À, mấy cái giỏ này hả cô? Ở trong, trên cả màu trắng màu đen vậy chăng? Giỏ đây cô. Giỏ đây nè. Giỏ đây. Không, chở nhựa. Chở nhựa, cái đó nhựa đó. Đây nè. Chú vậy là sáng sớm nhau luôn hả? Ở sáng mốt mình cho một lần mình cho luôn chứ. Chú sáng ngày 6 tháng 10 hả chú? Okay. 6 giờ rưỡi nha. Cuối thứ hai đó. Con sửa lẹ rồi, con sửa lẹ thứ ba rồi. Bữa là ngày 5 giờ là sửa. Bây giờ chú ghi lại đi cho để chú quay nha. Rồi Nam cái này con gửi tiền hết rồi á. Cái này Nam cái này gửi tiền hết rồi phải không? Gửi rồi trời. Không, cái loại này là loại tốt nhất ha. Nè nó bền. Chứ còn mốt là xe đánh chữa dùm xuống đường Phú Vinh cấp 2 của mình. Ngay dòng Quỳ đó. Con biết rồi. Qua cái cầu Độc Quán à. À, qua cầu Độc Chua. Đã rửa. Đã thiên nhiên chứ hả? Đập chua chứ không phải Độc Quán. Đập Quán riêng. Đập Chua.
Vừa lên là tới liền. Đi, đi xe tẻ xuống hả chú? Đâu? Chở cụ cũng được. Có xe nó chưa nó kéo thôi mà chưa. Tại cái muỗng của anh thích cơ mà. Anh mà đây chắc nhà anh từ dính này. Đó đụng đi rồi phá đi. Ông là ông đi tới đâu phá tới đó đâu không? Ủa anh ơi, mình có bán mấy cái khuôn chậu mà bằng composite trên silicon đâu? Đây là mình cho Trường Nam cái kia đó. Đây là quỷ hắc bổng. Hy vọng là sau này sẽ có nhiều người cũng như là nhiều mạnh thường quân ủng hộ Trâm hơn. Rồi lúc đó Trâm sẽ đi nhiều nơi hơn nữa. Trước mắt là mình sẽ ủng hộ và tài trợ cho trường của mình trước. Tại vì trường của Trâm là còn nhiều tài, còn nhiều hộ, nhiều nhiều bạn khổ lắm. Em ơi, em, xe chờ tháng luôn được không? Dạ được, nhưng mà nó hay cùng nó dính lúng dơ lắm. Khô mà lâu được khô mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà dưới kia nó, đoạn kia nó làm cống như kia. Dơ lắm. Để em qua nó đỡ lẹ luôn đi. Cống ở đây. Cái cống đó là gì? Cống cống này hả? Hỏi chú với em cũng thua. Cống này đi lốt này nè. Là mà nguồn nguồn nước chính cho huyện Đức Phổ. Cho thị xã, thị xã thoát nước chứ phải cấp nước xã Đức Phổ. Thoát nước rồi. Không cống thoát á, thoát nước. Bự ra. Ôi, ôi, hôm nay đẹp quá. Giống như đường dây á. Trời, hôm nay đẹp lắm luôn á. Wow. Wow. Chụp hình đi, đẹp ghê luôn á trời. Em cho mình đứng lên. Thì ai xe tẻ nó chờ mình kìa. Xe tải. Vô vô luôn, ai cơ qua. Bây giờ em với anh chạy thẳng sát cái đường kìa. Đường ở đây đang làm cống. Ờ, nó cấp đường này đẹp lắm. Nhìn đặc xíu. Ủa anh, đường này là đường đẹp nhất ở đây rồi đó. Ừ. Đường này nó mới làm sau này à. Đường này cấp nữa là đẹp nữa nè. Bữa tối là rất là vui luôn. Ừ. Ồ, ổng cống lần đầu tiên thấy ổng cống bự vậy luôn á trời. Cái công trình này làm cho nào mới sang vậy chú? Chắc cũng qua 2021 rồi nha. Ừ, bây giờ đang ảnh hưởng dịch mà đúng. À, có mấy tháng này cho nên nó chưa có làm kịp này. Quang đi xếp bèo kìa. Tại sao Quang không chở em mà em chở anh Quang ta? Anh đứng đường dưới đây thôi. Cắt luôn cả. Chạy cái dưới đây là cả nam sung sướng đâu. Ở đây là lúng rồi nè. Từ từ. Từ từ để đụng máy con. Cái này là cọi gầm chét rồi. Không. Em đi xích qua đây, xích qua phải xích. Đi lên đống đống cao này. Đi cái đống cao đó, đừng đi cái bánh cũ. Không có mưa nên không sao. Cái này mà nó lúng một cái là rầu luôn á. Không, lúng rầu luôn á. Đất này đất cứng. Đi đất cứng ở trên giữa. Ok, em xích qua đây chút để cho đó giữa luôn. Ok, vậy sao nãy không lé đi. Giờ ra ngoài đường em lái cho anh, em chỉ đường nha. Thôi, lé dưới đường quê nguy hiểm lắm. Một hồi nếu mà em đi ngon qua cái trường em chỉ anh cái trường đó luôn. Lớn. Cái đường xuống biển á. Thì trường ở dưới quê mà nó cũng dại thôi. Bự chứ. Sát qua bên trái rồi em. Bự, nó cũng bự, nó đang làm nó mà khu đây con thấy nhà đây còn giàu hơn ở dưới cái vùng người kia đó, đẹp á. Không anh, tại vì đến đây là thị xã mà, trên thị xã mà, chứ ở dưới quê em thành thấy không? Mới lên người ta phải như là nhiều người ta đi Sài Gòn lâu năm mà vừa về tay người ta mua đất ở đây, người ta ở đây ta thích dưới quê á. Đúng rồi, về quê mình đi. Rồi giờ đi đâu chú, quanh ngược lại chú? Đi tới giờ quẹo vô cái ấy đó. Đây, chỗ này taxi đó. Quỳnh Công Thiệu. Thiệu. Ờ, mình ở đây mà mình còn không biết cái đường nào với đường nào luôn. Đường này là bây giờ người ta làm đường. Bệnh viện thị xã Đức Phổ. Đường xá quá lớn luôn. Đường này vô thì bệnh viện thị xã Đức Phổ này. À, anh Quang mấy năm nữa về là thấy nó thay đổi liền chứ đâu mà. Đường xá đẹp phải không? Vậy được, đẹp. Đường vậy mà đẹp hết hả? Em muốn làm xong là rất đẹp luôn á, tại vì nó này là bắt đầu làm lề đường nè. Đang làm nè. Đó, lề đường đó. Đường làm cống rồi. Làm lề đường này là cái đường đẹp lắm. Mà Tết về quê ăn Tết là vui nhất. Hồi nãy em đi ngon, mình đi xuống đường xuống biển á là đi ngon qua cái trường. Trường bây giờ nó thay đổi nhiều, hồi trước là sập xệ lắm. Ừ, sập xệ mà mưa và lũ lụt rồi. Nó ngay cái đập á. Đây nha. Chưa.
Vậy thẹn luôn phải không chú? Thẹn. Chắc là... Hôm nay mình còn gặp chú chứ ngày mai chú bảy đúng không? Bận đám cưới rồi. Thị xã Đức Phổ. Bệnh viện nè. Bệnh viện nào được trước em về em cũng em tặng cho nước rửa tay với lại khẩu trang á. Được dịch. Ô bệnh viện nha, nhìn bệnh viện cũng kỷ niệm của Đặng Thị Trâm là khi tuổi 17 là bắt đầu đi. Ủa? Vậy đâu quê chị Đặng Thị Trâm ở đây hả chú? Đúng rồi. Ở Hà Nội. Ủa? Nhưng mà đi vô tại địa điểm đây là để đi theo cách mạng đó. Dạ. Tại lúc trước con có diễn một vở là được cho Bộ Công an ngoài Hà Nội. Nghe em là diễn về Đặng Thị Trâm, anh là đóng vai em đi đường đó đó. À dạ. Đây nè, ở trong phố Cường của mình là có cái bằng sáu Đặng Thị Trâm luôn. Đẹp lắm. Đi em đường Đánh Đồng đó em vừa chạy. Chạy thẳng ra để em đang đứng đâu đó. Vậy đó rồi. Đường xá giờ bây giờ phát triển đâu chứ ngày xưa thời tụi em còn nhỏ đâu được đẹp như vậy đâu. Thấy xưa Quỳnh chưa? Giờ quay giống lại. Giống như ở dưới quê anh đó. Rẽ rẽ không nhận ra. Rẽ đường Đánh Đồng hả? Ừ. Bừng u lớ đường. Bây giờ em chạy ra tới ngay khu nhà nhà anh. Tới cái là hội chợ đồ ca nhạc ca sĩ về đây diễn nè. Tết à? Ừ, Tết á, là chỗ này nè, cái này là nhà văn hóa nè. Còn văn hóa huyện Đức Phổ nè, lên thị xã Đức Phổ rồi. Ngày xưa là hai diễn đồ ở trong đây nè. Hội chợ rồi nè, đây nè. Ủa chỗ đây đây đẹp chứ chú. Trời ra thành quảng trường luôn rồi. Quảng trường á. Rồi lâu rồi con lên đây mới đẹp đây. Nhà văn hóa trung tâm đó của thị xã. Giờ bỏ rào luôn thành quảng trường luôn. Nó mới làm lại đó con. Ủa, hèn chi. Mai mốt mà bỏ chị mới con biết luôn á trời. Trời ơi, bữa nay nhìn đẹp chứ trời. Trung tâm văn hóa Đức Phổ kìa. Ngày xưa là diễn ca sĩ đồ về đây hát là leo cao. Cái sân khấu nó đứng trên đó luôn á. Không, bên trang cái sân khấu nữa. Bên trong luôn. Trong đó có đồng hóa. Ê, bữa nay trời thay đổi với ta đẹp quá. Nhưng mà bây giờ đâu hội chợ nọ đâu cho đó đâu. Còn ở dưới kia nãy quên chở ngon qua cái hậu trường bự lắm. À là cái quảng trường. Mẹ đây, mẹ đây. Em ở đâu đón cái xe tầm quan ra cái. Bây nó đoan ra đây. Nó ẩu quá trời, đi đâm mà. Bây giờ nó đoan ra mà nó đi đường Đánh Đồng mất cái này. Bây giờ nó ra cầu vượt. Cho ra cầu vượt nó đi lên đi chứ không chứ. Hai mọi người nha. Bye bye. Em không biết luôn á trời. Tưởng nó nói gì. Được chưa? Cho lên.